chào quý vị và các bạn, đây là kênh YouTube chính thức của Meta.vn và trong video ngày hôm nay thì Meta sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt quạt trần tại nhà. Bộ sản phẩm lắp đặt bao gồm bộ động cơ, bốn cánh quạt, bộ điều khiển, ốp chụp, bộ pulley, ống chụp và các ốc vít để lắp đặt quạt trần. Lưu ý trước khi lắp đặt, bạn phải trang bị tua vít và cle. Sau đó lắp đặt quạt trần theo các bước sau đây. Như vậy, chỉ với vài bước đơn giản, chúng ta đã hoàn thành việc lắp đặt quạt trần Panasonic F56GPM. Như vậy, Meta vừa hướng dẫn cho các bạn cơ bản cách lắp đặt quạt trần Panasonic. Khách hàng tại nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh khi mua hàng tại Meta.vn sẽ được nhân viên kỹ thuật của Meta hỗ trợ lắp đặt. Nếu bạn có nhu cầu lắp đặt các sản phẩm quạt trần, quạt gắn tường hoặc cần tư vấn hỗ trợ, vui lòng để lại số điện thoại ngay dưới video này hoặc liên hệ trực tiếp theo hotline tại Hà Nội 024 3568 6969 hoặc tại thành phố Hồ Chí Minh 028 3833 3366 hoặc truy cập website meta.vn để xem chi tiết sản phẩm và đang online. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!